Thế bây giờ chúng ta bắt đầu chiến đấu nhé. Câu số 1 đề 2016 ạ. Chất X có công thức cấu tạo là, thì tên gọi của chất X là gì? Nào cả nhà ơi. Chất X có công thức cấu tạo, tên gọi của X là gì? Thế mình nhìn nhá. Anh này là gì? Metin. Đúng không? Anh này là metin. 1 2 3 thì nó là propionate, onas, metin propionate, onas. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Câu số 2 ạ. Etin acetat thì có công thức hóa học là gì ạ? Ở đây là đề minh họa năm 2017 lần số 2, đề bài hỏi chúng ta là etin acetat có công thức hóa học là gì ạ? Cả nhà cùng comment đáp án xem etin acetat công thức hóa học là gì ạ? À, thì xin nhắc lại là đây là cái buổi học của chúng ta về là chống liệt hóa, chống liệt hóa phần chương este lipid ạ. Đây là những câu hỏi dễ thích hợp với những cái bạn bị mất gốc ạ. Của lớp 12 ạ. Etin acetat ạ. Etin acetat, chỗ này là metin acetat, chỗ này là etin acetat. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu số 3. Số este có công thức phân tử là C4H8O2 ạ. Số este có công thức phân tử là C4H8O2. Ở đây chúng mình sẽ phô ra cái chiêu skill của chúng mình cực kỳ kinh điển luôn. C4H8O2. Đề bài hỏi chúng ta là C4H8O2 đúng không? Vậy thì mình đưa về dạng gì ạ? R1COOR2. Đúng không ạ? R1COOR2 thì mình có là R1 cộng R2 thì bằng 4 trừ đi 1 thì còn 3. Đúng chưa? Vậy mình có là 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 1, 2 có 1, 1, 1, 1, 1, 3 mình có 2. 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, 2 cộng 1 cộng 1 thì bằng 4. Ok ạ. Vậy mình tổng cộng có 4 nhá. Tổng cộng mình có 4 đồng phân. Ok, đáp án đúng là đáp án C ạ. Chúng mình nghĩ là sẽ có rất nhiều bạn không hiểu cái chỗ phần này để làm. Thì bạn nào không hiểu thì hoàn toàn inbox cho fanpage của chúng mình nhá. Được chưa? Để chúng mình gửi video cho hướng dẫn hoặc rất đơn giản thôi. Cả nhà cùng lên YouTube search đồng phân siêu nhanh sẽ nhìn thấy chúng mình dạy cái video đấy để chúng ta sẽ hiểu cái cách làm như này như nào. Ok ạ, sang câu số 4 ạ. Câu số 4. Sao băng hóa CH3COC2H5 trong dịch nào hắt đun nóng thì thu được muối có công thức là gì? Sa phong hóa CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH đun nóng thì thu được dung dịch muối có công thức là gì? Thế này tác dụng với NaOH đúng không ạ? Thì có phải nó thủy phân để nó tạo thành gì? CH3COONa đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. CH3COONa rất là dễ ạ. Ok ạ. Rất là cảm ơn cả nhà đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chú Minh Merlin ạ. Hãy share lại buổi học này bởi đây là một buổi học free ạ. Và giúp chúng mình tăng tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu ở đây vậy ạ. Câu số 5 ạ. Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metilic và ancol propylic. Acid propylic đây 1 2 3 OOH cộng với ancol metilic là CH3OH thì nó sẽ tạo thành là 1 2 3 COO CH3. Tên cháu này là metin propionate ạ. Metin propionate. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu số 6 ạ. Câu số 6 ạ. Chất béo là trieste của axit béo với gì ạ? Chất béo là trieste của axit béo với glycerol. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. Câu số 7 ạ. Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo? Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo? Thì công thức của chất béo thì nó là trieste của axit béo với lại glycerol. Đúng chưa? Vậy thì nó phải là gì ạ? Trieste nó phải có 3 đúng không? Đây este đơn chức vứt, đây este hai chức vứt. Đơn chức vứt đây trieste của glycerol và axit béo. Được chưa? Anh này còn có tên gọi là triolein. Triolein cả nhà nhớ nhá. Câu số 8 ạ. Để xà phòng hóa chất nào sau đây thì thu được glycerol? Xà phòng hóa chất nào sau đây thì thu được glycerol thì nó phải là xà phòng hóa thắng chất béo. Đúng chưa? Thế thì benzin acetat đây nhá, chúng ta cùng viết nhé. Benzin acetat là CH3COO CH2 C6H5 thì tuyệt đối anh này không bao giờ thu được glycerol, đúng không? Methylformate là HCOO CH3, cháu này cũng tuyệt đối không bao giờ thu được glycerol, đúng chưa? Methylacetate là CH3COO CH3, cháu này cũng tuyệt đối không bao giờ thu được glycerol. Vứt nốt. Vậy ở đây thu được glycerol chỉ có cháu tristerine mà thôi. Tristerine là C17H35 COO tất cả 3 lần C3H5. Thì cái thằng cháu này mà tác dụng với NaOH là phản ứng xà phòng hóa thì mình thu được C17H35 COONa cộng với lại C3H5OH tất cả 3 lần. Đấy, vậy là chúng ta thu được glycerol. Vậy đáp án đúng của chúng ta, vậy
Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Sorry ạ, chỗ này là tristerin ạ. Mắt chú Bình bị lé. Tristerin ạ. Thank you cả nhà nhá. Chú Bình bị lỗi không ạ? Câu số 9 ạ. Câu số 9 ạ. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử là C3SO2 ạ. Có bao nhiêu đồng phân este ứng với công thức phân tử là C3SO2 ạ? Bao nhiêu ạ? Đây là trong đề thi trung học phổ thông quốc gia 2018 ạ. Đồng phân este ứng với công thức phân tử C3SO2 ạ. Bao nhiêu đây? R1 cộng R2 lúc này là bằng 2. Mình có 0 cộng 2 và 1 cộng 2, 1, 0, 1, 2 chỉ có 1. 1 nhân 1 bằng 1, 1 nhân 1 bằng 1, 1 cộng 1 bằng 2. Đấy chưa? 1 cộng 1 bằng 2, vậy thì chúng ta có 2 đồng phân. Đáp án đúng, đáp án A. Bạn nào không hiểu cái chiêu thức này thì hoàn toàn lên YouTube search đồng phân nhanh Minh Myelin là sẽ ra nhá. Ok ạ, mình sang câu số 10 ạ. Câu số 10 đáp án gì ạ cả nhà? Câu số 10 ạ. Bạn nào nhanh tay nhất comment đáp án câu số 10, chúng mình sẽ tặng quà cho 10 cháu comment nhanh tay nhất đáp án câu số 10 và chia sẻ làm video buổi học hôm nay lại về tường ạ. Câu số 10 ạ. Dành cho 10 bạn nhanh tay nhất comment đáp án câu số 10 ạ. Este nào sau đây có phản ứng trắng bạc ạ? Este nào sau đây có phản ứng trắng bạc? Triệu Phi là bạn mà comment nhanh nhất đầu tiên. Rất tiếc bạn này lại chưa chia sẻ lại về tường. Rất tiếc cho Triệu Phi. Rất tiếc cho Triệu Phi ạ. Khẩn trương ạ. Nhân tiện đây chú Minh giới thiệu với cả nhà. Đây là cái buổi học chống liệt hóa. Chống liệt hóa. Nhá. Đỗ Đức Nhẫn ạ. Đỗ Đức Nhẫn. Đỗ Đức Nhẫn chưa xe ạ. Chưa có quà. Hương Nguyễn ạ. Các cháu nhớ này, để nhận được quà bước 1 chia sẻ video live stream lại về tường. Hương Nguyễn chưa chia sẻ ạ. Chưa có quà. Thanh Tuyến ạ. Thanh Tuyến đã xe chưa ạ? Thanh Tuyến xe rồi, gửi quà cho Thanh Tuyến à. Gửi quà cho Thanh Tuyến này. Đấy các cháu nhìn thấy không? Quà cực xịn luôn, 30 câu ST dạy chi tiết. Ok, Thanh Tuyến có quà. Uyên Nhi ạ. Các cháu nên nhớ ở câu số 10 thì chúng mình chỉ tặng quà cho 10 bạn nhanh nhất thôi. Uyên Nhi ạ, Uyên Nhi chia sẻ rồi ạ. Gửi quà cho Uyên Nhi ạ. Uyên Nhi, eo Uyên Nhi nhận được rất nhiều quà của chúng mình. Ok, Uyên Nhi. Uyên Nhi đã có quà. Tiếp theo ạ, Trần Phạm A Hào ạ. Trần Phạm A Hào. Trần Phạm A Hào đã xem video live stream lại về tường ạ. Gửi quà luôn cho Trần Phạm A Hào ạ. Đấy, ok. Trần Phạm A Hào. Hà Mai Trang, Hà Trang Mai. Hà Trang Mai đã xem video live stream chúng mình chưa? Hà Trang Mai chưa xem, chưa có quà. Bùi Hiệp đã xem video live stream chúng mình chưa? Nhớ là bước 1 phải xem video live stream ạ. Bước 2 comment đáp án mới có quà. Xô Viết ạ. Xô Viết. Xô Viết nào. Xô Viết chưa xem ạ, chưa có quà. Toàn Nguyễn ạ. Toàn Nguyễn đã xem chưa ạ? Toàn Nguyễn đã xe chưa? Toàn Nguyễn chưa xe, chưa có quà. Đào Văn Hoạt vừa nãy rồi. Thanh Tuyến vừa nãy có quà rồi. Trang Trần ạ. Cháu Trang Trần đã chia sẻ video live stream chúng mình chưa? Trang Trần chia sẻ rồi đây. Gửi quà cho Trang Trần ạ. Các cháu nhớ nhá, câu số 10 chúng mình chỉ tặng quà cho 10 cháu thôi. Nên là nhanh tay không là hết quà, kẻo hết quà đấy. Trang Trần có quà rồi này. Mai Anh này. Mai Anh đã xe video live stream chúng mình lại về tường chưa nào? Mai Anh xe rồi, gửi quà cho Mai Anh này. Gửi quà cho Mai Anh ngay và luôn. Gửi quà cho Mai Anh ngay và luôn. Ok Mai Anh. Ok Mai Anh nhá. Thanh Tuyến này. Trần Duy Nam này. Trần Duy Nam đã xe video live stream lại về tường chưa? Trần Duy Nam xe rồi. Gửi quà cho Trần Duy Nam này. Gửi quà cho Trần Duy Nam này. Ok, Trần Duy Nam có quà rồi nhá. Đấy, các cháu thấy không ạ? Chỉ cần xe video live stream ạ. Trang Trần này. Trang Trần xe chưa? Xe video live stream. Comment đáp án này. Trang Trần xe rồi đây. Trang Trần vẫn đang, chúng mình gửi quà cho Trang Trần rồi mà. Ok ạ, chúng mình chỉ gửi quà thêm cho một cháu nữa thôi ạ. Chúng mình chỉ gửi quà thêm cho một cháu nữa thôi. Lê Trà My này. Lê Trà My này. Lê Trà My đã xem video live stream của chúng mình lại về tường chưa nào? Xem là cháu Lê Trà My đã xem video live stream chúng mình lại về tường chưa? Hơi lag. Đây Lê Trà My xe rồi. Gửi quà ngay lập tức cho Lê Trà My. Các cháu ơi, tí nữa phần tặng quà chúng mình lại tiếp tục ở câu số 20 nhé. Đâu Lê Trà My lag chậm thế. Đấy, có một sự giật lag ở đây ạ. Đây, gửi quà cho Lê Trà My. Ok, Lê Trà My, chúng mình đã gửi quà cho cháu. Các cháu nhớ là phần tặng quà chúng mình lại quay trở lại ở câu số... Phần tặng quà chúng mình lại quay ở lại ở câu số 20 ạ. Ok, mình bắt đầu tiếp ạ. Câu số 10 đáp án gì ạ? Este nào sau đây có phản ứng trắng bạc ạ? Thì este để điều kiện phản ứng trắng bạc nó phải có đầu HCO đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. HCOCH3. Ok ạ. Câu số 11. Câu số 11 ạ.
Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, công thức của Trioli là gì ạ? Công thức của Trioli là gì ạ? Ok, cảm ơn tất cả nhà đã đang ủng hộ buổi học ngày hôm nay ạ. Hãy chia sẻ lại buổi học này, bởi đây một buổi học free ạ. Và giúp thầy test các bạn bị mất gốc ở đây ạ. Ok ạ, câu số 11 ạ. Cả nhà cùng comment đáp án nhé. Câu số 11 nào. Công thức của triolin ạ. Triolin thì nó phải đi từ axit triolic đây. Đây, triolin đây có luôn này. C17H33CO tất cả 3 lần C3H5. Đúng không? Vậy nó là gì đấy? C17H33CO tất cả 3 lần C3H5. Ok, đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu số 12. Este nào sau đây tác dụng được với dung dịch nào hóa thụ được ancol metallic? Vậy là nó là phản ứng thủy phân đúng không? Trong này không, bởi ancol metallic là CH3OH. Đúng chưa? Anh này thủy phân thì thu được CH3OH này. Anh này thu được C3H7OH vứt này. CH5OH vứt này. CH5OH vứt này. Vậy CH3OH đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok. Cả nhà cũng comment đáp án mạnh mẽ nhá. Câu số 13. Khi thủy phân tristearin cho môi trường axit thì thu được sản phẩm bằng gì? Đây tristearin ạ. C17H35CO tất cả 3 lần C3H5. Nhìn rõ chưa? Tristearin. Đấy, vậy bây giờ mình viết phương trình các bạn. C17H35COO tất cả 3 lần C3H5 mà thủy phân trong môi trường axit mũi tên 2 chiều H cộng thì mình thu được C17H35COOH cộng với C3H5OH tất cả 3 lần. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì ạ? C17H35COH và glycerol. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok ạ, rất là dễ rồi cả nhà. Câu tiếp theo ạ, câu số 14 ạ. Số nguyên tử carbon trong phân tử ethyl format. Ethyl format thì bắt nguồn từ đâu ạ? Bắt đầu từ đây. HCOOC2H5. Hay mình viết gọn, ngắn gọn lại của nó sẽ là C3H6O2. Vậy số nguyên tử carbon là có mấy ạ? 3 carbon, đúng không ạ? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok, cảm ơn tất cả nhà đã và đang ủng hộ thầy. Hãy comment đáp án thật là nhanh lên ạ. Câu số 15 ạ. Câu số 15 ạ. Các loại dầu ăn như dầu lạc, dầu cọ, dầu vừng, dầu ô liu thì đều có thành phần chính là. Thì các loại dầu ăn này thì đều có thành phần chính là chất, chất gì ạ? Chất béo, chính xác ạ. Đáp án đúng đáp án C. Câu số 16. Ethyl propionate là este có mùi thơm của dứa. Công thức của ethyl propionate là gì? Ethyl propionate propcccooc2h5. Vậy công thức của ethyl propionate là đây ạ. Đây ethyl propionate. Vậy hay nói cách khác nó là C2H5COOC2H5. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu số 17 ạ. Thủy phân hoàn toàn phenin acetat. Được chưa? Thủy phân hoàn toàn ethyl acetat và phenin acetat có công thức phân tử đây. CH3COOC6H5. Trong dịch náo mắt dư thì thu được natri acetat, đây thủy phân nhá. Thì quả mình thu được CH3COONa cộng với đáng nhất là C6H5OH, nhưng C6H5 này tác dụng với NaOH để tạo thành C6H5ONa cộng với lại nước. Vì vậy nên thu được natri acetat và anh C6H5ONa. Rất nhiều bạn bị nhầm tô đáp án B, nhưng đáp án đúng của chúng ta nó phải là gì ạ? C6H5ONa. Vậy đáp án đúng là đáp án phải là đáp án A cơ. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án A cơ. Câu số 18 ạ. Đun nóng ethyl acetat với dung dịch kiềm thì thu được ancol là gì ạ? Đun nóng ethyl acetat với dung dịch kiềm thì thu được ancol là gì? Ethyl acetat là CH3COOC2H5. Đúng chưa? Đây là ethyl acetat này. Với dung dịch kiềm là NaOH thì có phải đây là phản ứng thủy phân hoàn toàn đúng không ạ? Thu được CH3COONa cộng với C2H5OH. Đúng không ạ? Vậy đáp án đúng chúng ta là gì ạ? Gì ạ? Đây là ancol gì ạ? Ancol ethylic hay còn được gọi là ethanol. Ethanol, vậy đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án D ạ. Ok ạ, cả nhà có hiểu bài không ạ? Cả nhà có hiểu bài không ạ? Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ chú Minh từ trước đến giờ. Hãy chia sẻ lại buổi học này, bởi đây một buổi học free ạ. Câu số 19 ạ. Câu số 19. Este không có thể có công thức nào sau đây ạ. Este không thể có công thức phân tử nào sau đây ạ. Ôi, câu này rất là hay luôn ạ. Câu này hỏi về là este, cái này rất nhiều bạn là sẽ không hiểu ạ, không biết ạ.
este không để có phân thức phân tử là sau đây thì mình có là ethanol đơn chức đây. Đây 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 chúng mình có ghi chỗ này rồi. Đây đây đây, công thức tổng quát este đây ạ. No đơn chức là CnH2NO2. No hai chức là CnH2N-2O4 và một đôi CC đơn chức là CnH2N-2O2. Vậy thì cái thằng mà có lượng hydro lớn nhất là lượng hydro gấp đôi carbon. Đúng không ạ? Được chưa? Lượng hydro lớn nhất là có gấp đôi carbon. Thế đây này. Đây là 4 thì đây là 6, nhọn gấp đôi được. 2 thì là 4, gấp đôi được. 3 thì 6 gấp đôi được. Nhưng mà 4 thì đây là 10 ạ. Lớn nhất của hydro là gấp đôi carbon, thế mà gấp đôi carbon này là 8, thế mà đây là C4H10O2. Vậy sai là C. Ok ạ. Sang câu số 20 nào cả nhà ơi. Sang câu số 20 nào cả nhà ơi. Nào hãy cùng comment đáp án ạ. Bước 1 chia sẻ lại video livestream này lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án câu số 20 ạ. Chúng mình sẽ gửi quà cho 10 cháu comment đáp án câu 20 nhanh nhất. Trong này có bạn Triệu Phi. Triệu Phi comment đáp án câu 20 nhanh nhất. Bây giờ bạn chỉ cần thỏa mãn xem bạn Triệu Phi chưa xem video livestream lại về tường chưa có quà. Đấy, bước 1 là comment đáp án câu 20 nhanh nhất ạ. Bước 2 là xe video livestream để lại về tường là có quà ngay ạ. Đây ạ, Nguyễn Chí Sang ạ. Nguyễn Chí Sang đã xe video livestream lại về tường chưa ạ? Nguyễn Chí Sang đã xe